Dạ, Quỳnh Trang xin kính chào tất cả các cô chú cũng như là các anh chị nghệ sĩ đồng nghiệp. Và để tại em thấy anh chị nghệ sĩ rất là đông hôm nay nên một người một bài đi rồi mình đáo lại ha, chứ để hai bài thì mấy anh chị ở phía sau á cũng nôn nóng được hát để tặng cho bà con của mình đúng không bà con? Dạ, em xin hát trong lớp trích đoạn được mang tên Tình Sử Một Thanh Gươm của tác giả Thể Hà Văn ạ. À, ban nhạc đờn hay quá, ngồi ở dưới mà nghe nhói 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 trong lòng vậy. Hay quá bà con ơi. Ha ha.